Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8. Thì mỗi kề Nam quyết định cách ly phong tỏa tạm thời một phần ấp Tân Điền, xã Thành Thới B. Thì ngày hôm qua, 17 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, ông Võ Văn Úc đã ký quyết định về việc thực hiện cách ly phong tỏa một phần ấp Tân Điền, xã Thành Thới B để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó có hai khu vực cách ly và phong tỏa gồm địa bàn Tổ Nhân dân tự quản số 5, phía đông giáp hộ bà Trần Thị Hồng Phấn, phía tây giáp hộ ông Trần Văn Trung, phía nam giáp hộ ông Trần Hoàng Vang và phía bắc giáp hộ ông Nguyễn Văn Úc Chính. Diện tích phong tỏa là 26.000 m2 với 12 hộ dân và 48 nhân khẩu. Thì địa bàn Tổ Nhân dân tự quản số 8 là phía đông giáp hộ ông Nguyễn Văn Tân, phía tây giáp quốc lộ 60, phía nam giáp lộ 8 tháng 3, liên ấp Tân Điền, Tân An và phía đông giáp hộ bà Trần Thị Tiết. Diện tích phong tỏa là 3.000 m2, gồm 1 hộ và 3 nhân khẩu, cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sao Mai có 4 công nhân. Thì thời gian phong tỏa là 18 giờ ngày hôm qua đến 18 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2021. Và thông tin tiếp theo chính là tại huyện Bình Đại là xử phạt đối tượng vi phạm quy định về phòng chống dịch và chống người thi hành công vụ. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Bình Đại đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Hoàng Thái, sinh năm 1989, ngụ khu phố 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại. Thì trước đó, ngày 23 tháng 7, lực lượng công an thị trấn Bình Đại do đại úy Bùi Thanh Tùng, phó trưởng công an thị trấn làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra theo lịch phân công của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Bình Đại, nhằm phát hiện xử lý các trường hợp về vi phạm giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 7 giờ 40 phút tối cùng ngày, tổ tuần tra kết hợp với chốt bảo vệ khu vực cách ly ấp Bình Chiến tiến hành chốt chặn kiểm tra trên quốc lộ 57B thuộc ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại thì phát hiện Phan Hoàng Thái điều khiển xe mô tô không mở đèn chiếu sáng đang lưu thông trên quốc lộ 57B theo hướng cầu 30 tháng 4 lên chợ Bình Đại. Anh Phạm Linh Tuấn, công an viên, thành viên tổ tuần tra ra hiệu anh Thái yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Anh Thái dừng xe lại và không xuất trình được giấy tờ theo yêu cầu. Thái trình bày lý do đi khỏi nhà là để đến uống rượu tại nhà cha ruột ở ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại. Anh Thái giải thích việc Thái ra khỏi nhà không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi nghe anh Thái giải thích, anh Thái không chấp hành việc lập biên bản vi phạm hành chính mà còn lớn tiếng chửi và dùng tay đẩy anh Tuấn. Lúc này anh Tuấn Hoàng Vũ, công an viên, anh Trần Hoàng Vũ, công an viên được phân công bảo vệ khu vực cách ly đến khuyên can, giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu Thái im lặng chấp hành. Thái vẫn la chửi, quơ tay và trúng vào mặt của anh Vũ. Lực lượng công an tiến hành khống chế, đưa anh Thái về trụ sở làm việc. Qua xác minh, Thái thừa nhận hành vi vi phạm của mình và thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi và cam kết không tái phạm. Xét thấy hành vi của anh Phan Hoàng Thái không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thái về hành vi dùng vũ lực chống người thi hành công vụ, quy định tại điểm A khoảng 3 điều 20 nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng và hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế thì ra đường không có lý do chính đáng. Theo quy định hiện tại, điểm A khoảng 1 điều 12 nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, mức tiền phạt là 2 triệu đồng, tổng cộng mức xử phạt anh Thái là 6 triệu đồng. Cũng tại Bình Đại thì cơ quan điều tra khởi tố đối tượng đột nhập nhà bà ngoại để trộm cắp tài sản. Thì ngày 17 tháng 8 năm 2021, tức là ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vĩ Khang, sinh năm 2000, cư trú ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bản thân Nguyễn Vĩ Khang là người nghiện ma túy, mặc dù đã được áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, nhưng sau khi hết thời hạn, Khang tiếp tục tái nghiện. Trước đó, 0 giờ ngày 21 tháng 7, Nguyễn Vĩ Khang đến nhà của bà ngoại là Lê Thị Trâm, sinh năm 1947, ngụ ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị. Khang nấp phía trước nhà. Đến khoảng 2 giờ, Khang đưa tay vào cửa sổ lấy một con dao, cắt hai thanh ngang cửa sổ để tạo nên lỗ trống đủ để chui vào trong nhà. Thấy xe mô tô biển số 71C1
27320 của anh Lê Văn Nguyên, sinh năm 85, ngụ ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị, cậu của Khang, đang để ở trước nhà. Có sẵn chìa khóa nên Khang lấy trộm. Sau đó, Khang mang đi xe đi cầm được 5 triệu đồng để tiêu xài. Sau khi nhận được tin báo của Lê Văn Nguyên, công an xã Thạnh Trị đã tiến hành xác minh, xác định được Khang là người thực hiện hành vi trộm cắp và thu hồi được xe mô tô cho anh Nguyên. Công an xã Thạnh Trị đã chuyển hồ sơ cùng vật chứng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại để thụ lý theo thẩm quyền. Thì trong lúc cơ quan điều tra củng cố hồ sơ ra quyết định xử lý thì khoảng 6 giờ ngày 15 tháng 8, Khang tiếp tục đến nhà của chị Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ngụ ấp Rạch Dừa, xã Phú Long để thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia. Xét thấy hành vi của Nguyễn Vĩ Khang đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản theo quy định 173 Bộ luật hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khang để điều tra về xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn tại thành phố Bến Tre là tổ chức test nhanh cộng đồng, thiết lập xây dựng mở rộng vùng xanh. Thành phố bố trí 18 điểm thực hiện lấy mẫu test nhanh tại các xã phường như sau: phường An Hội là trường tiểu học Bến Tre, phường 4 là trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh, phường 5 là trạm y tế phường 5 và công viên Hoàng Lam, phường 6 là trường tiểu học phường 6 và trường cao đẳng y tế, phường 7 là trường trung học cơ sở Mỹ Hóa, phường 8 là trường mầm non Rạng Đông, trường mầm non Bảo Nguyên, phường Phú Khương là trung tâm giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên thành phố và trường cao đẳng cơ sở 3. Thì phường Phú Tân là trường trung học cơ sở Vĩnh Phúc, xã Sơn Đông là trường trung học cơ sở Sơn Đông, xã Bình Phú là trường tiểu học Bình Phú, xã Mỹ Thạnh An là trường phổ thông trung học Lạc Long Quân, xã Phú Nhuận là trường trung học cơ sở Hoàng Lam, xã Nhân Thạnh là trường tiểu học trung học cơ sở Nhân Thạnh, xã Phú Hưng là trường tiểu học Nguyễn Trí Hữu. Về đối tượng thực hiện lấy mẫu test nhanh là đại diện hộ gia đình, công nhân, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, nhân viên, người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhân viên, người lao động tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích. Về phương thức thực hiện là đối với hộ gia đình sẽ tổ chức xét nghiệm 100% hộ gia đình trên toàn thành phố, là hình thức là sẽ lấy mẫu đại diện cho theo từng hộ. Phương thức là gộp mẫu đôi. Đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sẽ tổ chức xét nghiệm 100% mẫu đơn 72 giờ một lần ngày 24 tháng 8, lấy mẫu đại diện 10 người 72 giờ lần 2 ngày 27 tháng 8, lấy mẫu đại diện nhóm 10 người. Người đại diện nhóm lần này sẽ khác người đại diện nhóm lần trước và thực hiện lấy mẫu gộp 3 lần. 72 giờ lần 3 là ngày 30 tháng 8, lấy mẫu đại diện 10 người. Người đại diện nhóm lần này cũng sẽ khác người đại diện nhóm lần trước và thực hiện mẫu gộp 3 nhóm. Đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện test nhanh trong 2 ngày, ngày 20 và 21, tại 18 điểm thực hiện test sẽ được bố trí theo thỏa thuận. Riêng test lưu động sẽ thực hiện đối với các trường hợp không di chuyển được, người già, bệnh tật. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre ngày 18 tháng 8. Thì theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 18 tháng 8, tỉnh ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca được ghi nhận trong ngày là 39 ca. Tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 1.428 ca dương tính với COVID-19. Số ca ra viện trong ngày là 28, thì tính đến nay Bến Tre có 800 ca đã ra viện. Trong ngày hôm nay ghi nhận thêm 2 ca tử vong, hiện tỉnh có 32 ca tử vong. Thì 12 ca dương tính vừa ghi nhận đều trong khu cách ly và phong tỏa. Bình Đại là 5 ca, là ở Bình Thắng 4 ca và thị trấn 1 ca. Mỏ Cày Nam 5 ca, là bao gồm thị trấn 2 ca, là Cẩm Sơn 2 ca, Thành Thới B 1 ca, Châu Thành 1 ca là tại xã Tiên Thủy, Thạnh Phú 1 ca là tại xã Tân Phong. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin tối ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.